Chú làm cái gì vậy? Ông trời. Chú cho tôi hỏi là hai mà chú làm cái gì? Ông trời. Xài ở đâu mà chú ăn? Đi đất á. Xài này của người ta mà, người ta đang trồng mà. Tại sao chú ăn? Em thấy nó lọt em ăn. Sao chứ? Em thấy nó lọt em ăn. Xài người ta, chú ăn thế này, hỏi thang ngay chưa? Em thấy nó lọt con đất em lụm em ăn. Nhưng mà xài của người ta rụng người ta chưa lụm. Chú lấy chú ăn. Nhưng mà em lụm đất. Nhưng mà vẫn của người ta, đất này là đất của người ta có quyền. Nó lụm gì đâu, lọt đất em lụm em ăn. Giờ tin tôi điện công an không? Anh xài nó lọt lụm đất không lụm ăn mà. Tôi điện công an nha. Nó lọt đất em lụm em ăn mà. Nghe, rồi nhỏ kia làm gì nữa nè. Em làm gì vậy? Xin chào tất cả các bạn và anh chị em đã quay trở lại Bứng Hú Nguyễn. Thì trong video mới hôm nay, nếu tất cả các bạn và anh chị em mình nếu mà cảm thấy video mới hay thì hãy cho em một like và hãy đăng ký và hãy ấn chuông bấm vào nút tất cả để mời các bạn và anh chị em mình sẽ được thông báo những video tiếp theo của mình nhé. Chú làm cái gì vậy? Ông trời. Chú cho tôi hỏi là hai mà chú làm cái gì? Ông trời. Xài ở đâu mà chú ăn? Đi đất á. Xài này của người ta mà, người ta đang trồng mà. Tại sao chú ăn? Em thấy nó lọt em ăn. Sao chứ? Em thấy nó lọt em ăn. Xài người ta, chú ăn thế này, hỏi thang ngay chưa? Em thấy nó lọt con đất em lụm em ăn. Nhưng mà xài của người ta rụng người ta chưa lụm. Chú lấy chú ăn. Nhưng mà em lụm đất em ăn. Nhưng mà vẫn của người ta, đất này là đất của người ta có quyền. Nó lụm gì đâu, lọt đất em lụm em ăn. Giờ tin tôi điện công an không? Anh xài nó lọt con lụm đất em lụm ăn mà. Tôi điện công an nha. Nó lọt con đất em lụm em ăn mà. Nè, rồi nhỏ kia làm gì nữa nè. Em làm cái gì vậy? Hả? Em làm cái gì vậy? Gì chứ? Giờ tao tính ăn không? Của anh ta nha. Cắm xài trên cây là cái chuyện nó bình thường đúng không? Em biết chỗ này xài nó dưới đất. Xài đây là rồi, cầm dưới đất lên. Hiểu không? Người ta chịu lít chết đó. Chị coi đi nghe. Chị coi cháu được. Phước ơi, Phước, đi con Phước ơi. Nè thấy không, chị thấy không? Em đâu có cần bẻ đâu, nó cũng đủ nè. Thôi, bẻ trên cây nè. Bẻ trên cây nè, dục hết đi. Thôi, đi. Nè, em không có ai chết hài đâu. Em không có ai xíu hề. Ở cái đó có vàng không? Ở trên cao nè. Nè. Nhỏ quá. Đừng có nói nha, mang tắm xài. Lên nữa, xíu, đi, cầm áo em, đi sau lưng em nè. Không xuống. Con không có cấp xài đâu nha. Con không có cấp xài đâu nha. Con trai này không có đẹp trai. Cái này chắc chưa có già đâu. Cái này chắc chưa có già đâu. Thôi cháu này không có già đâu. Đừng có bẻ. Không có già đâu. Oh no. Nó bảo không có già rồi bẻ hoài á. Không có già mà. Để kiếm nó coi. Thôi được con, em bấm con. Đi dạy đi dạy. Ê. Nâu, dạy cho mày. Gì vậy? Đây gọi con. Không có ăn cắp xài đâu nha. Em không biết gì đâu nha. Chạy lên nữa kìa. Em con không chạy đâu nha. Cậu chân người ta thấy. Chạy lên. Biết gì đâu. Em có biết gì đâu của chính trị. Để xe quan cái. Đi dừng.
tí luôn. Hả? Sẹt, hồi nãy chạy sẹt, nay vô hôn dân về trước rồi. Cấp xài đâu? Ừ. Mẹ bé. 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 Không đâu. Bé lẹ đi, người ta vô. Bé. 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 Em không có cấp xài đâu nè. Ủa chìa khóa đâu ta? Nhìn ông bà. Quá. Bữa nào mới nâng cấp lần đầu. Mệt là có thiệt. Ngó lên trời, trời cao có thâu. Nó cục xí nhau. Mày sang bạn mình cấp mình đổ thừa nó. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Dậy chưa? Dậy chưa? Uống miếng nước. Ủa cái đầu thư luôn hả? Thấy thứ nhất là chị luôn. Chị hết. À, thấy gì kìa. Mình để gì tao thấy không? Tattoo. Hả? Tattoo. Tattoo à? Xong chưa? Xong rồi.
Về giờ chưa hay làm gì hết? Đi thẳng luôn. Thẳng lên chăng nữa hả? Con đường kia. Chảnh còn xài không? Bao la. Giờ tính sao nữa? Điện cấp tiếp. Let's go. Music.